Phút cảnh báo hôm nay thì Mộng Hoài cùng với Thanh Nga cũng muốn đưa ra những lời cảnh báo cho quý vị, những ai mà hay có thói quen là đi du lịch ở những cái khu sinh thái, ví dụ như là ở khu vực sinh thái ở bán đảo khu bảo tồn thiên nhiên Sơn Trà Đà Nẵng, thì thường là du khách đến đây tham quan là hay có thói quen là hay dụ cho đàn khỉ vàng ở đây rồi đem thức ăn ra để cho chúng ăn. Vâng, cái chuyện mà mọi người tưởng chỉ là vui vô hại nhưng mà theo cán bộ lâm nghiệp ở đây cảnh báo thì điều này rất là nguy hiểm. Dạ. Không chỉ là vấn đề an toàn cho du khách đâu mà còn dẫn đến thay đổi thói quen kiếm ăn của các đàn khỉ nữa, vốn đang phát triển rất mạnh ở đây. Trên đường dẫn lên khu bảo tồn thiên nhiên Sơn Trà, từng đàn khỉ đã nhảy bổ từ trên những lùm cây xanh xuống đường, rồi tìm cách tiếp cận với du khách đang đứng bên vệ đường. Nhiều du khách đã tỏ ra thích thú với hình ảnh này, chuẩn bị sẵn thức ăn như bánh, kẹo, trái cây để dụ đàn khỉ đến gần mình. Chỉ trong một giờ đồng hồ, có hàng chục đoàn khách trong ngoài nước tìm lên Sơn Trà và cho khỉ ăn, bất chấp những cảnh báo tiềm ẩn các nguy cơ cho chính đàn khỉ vàng và an toàn của du khách. Cho khỉ ăn như vậy thì vô hình chung cái hành động này nó làm cho thay đổi cái bản năng sống của các loài khỉ. Và khi mà không có thức ăn thì nó sẽ òi xuống với dân cư nhiều hơn. Hơn nữa là khi có du khách cho khỉ ăn sẽ là tiếp cận gần với khỉ. Như vậy thì không đảm bảo về an toàn cho du khách. Trước đó tại Sơn Trà đã xảy ra tình trạng một số du khách bị khỉ đuôi lợn tấn công buộc phải nhập viện. Nguy cơ truyền nhiễm bệnh từ khỉ sang người là rất đáng lo ngại. Mặc dù là khỉ không phải là một cái động vật chính để mà gây truyền bệnh dại cũng như một số bệnh ví dụ như là uốn ván sau khi bị khỉ tấn công, nhưng mà khỉ vẫn là một cái động vật có khả năng truyền bệnh dại, và đặc biệt là đối với những cái vết thương mà sau khi bị tấn công thì có thể là nó nhiễm cái bệnh uốn ván. Chính vì vậy, ngoài việc khuyến cáo du khách hạn chế tối đa tình trạng trên, Hạt Kiểm Lâm Sơn Trà cũng đã kiến nghị các đơn vị lữ hành không được dừng xe để du khách tổ chức cho khỉ ăn.